Chuyện tình của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngay từ khi rục rịch nghi vấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Ai cũng bảo họ là một cặp đôi trai tài gái sắc, không ở cạnh nhau mới là uổng phí. Cặp đôi bén duyên từ dự án Cả Một Trời Thương Nhớ của Hồ Ngọc Hà vào tháng 11 năm 2017. Sau đó cả hai thường xuyên bị bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ bên nhau nhưng quyết không lên tiếng vì mối quan hệ yêu đương. Dần dần họ tăng tần suất chia sẻ hình ảnh về nhau trong những chuyến du lịch hay trong những ngày đặc biệt của nhau. Thậm chí họ còn đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Kim Lý có mối quan hệ thân thiết với Su Beo, con gái riêng của bạn gái. Chuyện tình của họ không cần lời hứa hẹn hay mỹ từ ca tụng trên mặt báo, mà cứ từng chút một cho công chúng lẫn truyền thông tự chấp nhận và tự xem họ là của nhau theo cách tự nhiên nhất. Người ta cứ bảo, từ khi yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bớt bị ghét hơn, bớt bị chửi hơn, và cái mác Tiểu Tam quá đắng lòng khi yêu đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa cũng được xóa sạch. Nguyên nhân cũng bởi Kim Lý là trai tân, điển trai, giàu có lại có gia thế tốt. Những anti-fan từng ghét bỏ Hồ Ngọc Hà phải suy nghĩ lại. Nếu Hồ Hà không có gì tốt thì tại sao một chàng trai hoàn mỹ như Kim Lý lại yêu cô say đắm? Nói một cách công bằng khác, và thực tế Kim Lý cũng được khá nhiều khi yêu Hồ Ngọc Hà, chứ hoàn toàn không phải chỉ nữ hoàng giải trí, được nhiều điều tốt khi ở bên anh. Ai cũng biết trong làng giải trí Việt, Hồ Hà là một ngôi sao hạng A, bỏ qua những thị phi và xì gan đan. Cô là một nghệ sĩ tài năng với nhan sắc kiêu sa lộng lẫy, khó ai sánh bằng. Tất nhiên khi trở thành người đàn ông của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý cũng nhận được sự yêu mến từ các fan của cô và sự quan tâm theo dõi hết mức giới truyền thông. Nam diễn viên tháp tùng người yêu trong tất cả các sự kiện lớn nhỏ, và mỗi lần như thế, hình ảnh của họ chiếm khắp mọi trang báo lẫn mạng xã hội. Trái ngược với những người tình đều bị giấu nhẹm trước đó của Hồ Ngọc Hà, nhưng hình ảnh của Kim Lý được nữ ca sĩ công khai một cách thoải mái trên mạng xã hội. Còn nhớ trong đêm nhạc lớp song, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại gọi Kim Lý là chồng. Trước tất cả mọi người, điều đó đồng nghĩa với việc cô yêu thật, trân trọng và muốn khoe anh với cả thế giới. Cũng nhờ với mối tình mỹ nhân nổi như con của showbiz Việt này, tên tuổi của Kim Lý được hâm nóng đáng kể. Bất chấp sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt vào năm 2014, Kim Lý xuất hiện trong show với vai diễn trong phim Hương Ga, kim người tình của Trương Ngọc Ánh, một ngôi sao quyền lực khi đó. Bẵng đi rất lâu, anh lại xuất hiện trong Vệ Sĩ Sài Gòn năm 2016, bên cạnh ông hoàng phòng vé đó là Thái Hòa, nhưng bộ phim gây thất vọng nặng nề về kịch bản diễn xuất. Trong đó có Kim Lý. Những bộ phim đã qua không đủ kéo dài độ bền của danh tiếng cho cái tên Kim Lý trong làng giải trí. Bởi mỗi ngày, showbiz có hàng ngàn hàng vạn tên tuổi mới xuất hiện và chen chân trong cuộc đua khốc liệt với những ngôi sao có tiếng tăm khác. Vậy mà Kim Lý vẫn hot, vẫn nhận được sự săn đón của truyền thông, và hơn hết, anh đang là một trong những gương mặt đắt xô quảng cáo. Những thương hiệu mời Kim Lý làm gương mặt đại diện đều có danh tiếng và thực hàng đắt đỏ. Chưa kể anh chàng oanh tạc tất cả các lĩnh vực từ thời trang thực phẩm sức khỏe đến các thiết bị điện tử gia đình. Mới đây nhất, anh còn nắm tay Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một quảng cáo cho nhãn hàng tiết kiệm điện mà xem qua thôi cũng biết trị giá của hợp đồng này là không hề nhỏ khi mời được cặp đôi vàng xuất hiện. Ngoài làm gương mặt thương hiệu, Kim Lý còn mạnh dạn phát triển thêm mạng kinh doanh thực phẩm cho sức khỏe. Tất nhiên là Hồ Hà không đứng ngoài cuộc. Với sức ảnh hưởng và mối quan hệ của mình, cô chính là kênh PR và quảng bá cho bạn bè chung tay quảng cáo cho sản phẩm của người yêu một cách hiệu quả nhất. Sắp tới đây, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà sẽ chào đón con đào lòng chào đời. Họ đã xây hẳn một căn nhà mới để chào đón thiên thần nhỏ, dù chưa đám cưới hay cho nhau một danh phận chính thức. Vì thực tế, họ cũng nào có cần những điều chỉ là danh nghĩa phù phiếm đó. Công chúng thấy họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc và gắn kết thế là đồng đầy. Tình yêu không chỉ xuất phát từ con tim mà còn sự thông cảm, chia sẻ và bao dung cho nhau. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà có đủ và dư khi họ biết cộng hưởng và nâng niu bằng nhiều trị giá khác trong cuộc sống để tình yêu thăng hoa và bền chặt hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.